Ngày 25 tháng 7, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận cho biết vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân người nước ngoài mắc bệnh lý lạc nội mạc tử cung, cơ tuyến tử cung. Bệnh nhân là chị Y, 34 tuổi, Đài Loan, Trung Quốc, đang công tác tại Bình Dương và Đồng Nai. Tại Đài Loan, chị được chẩn đoán lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung và được cho điều trị nội khoa trong thời gian 5 tháng. Khi đến Việt Nam công tác, chị đang dùng thuốc theo toa và tình trạng vẫn ổn định. Tuy nhiên, một thời gian dài dùng thuốc, chị thấy âm đạo ra huyết nhiều, rỉ rả liên tục kèm đau bụng. Đến khi lượng máu ra nhiều khiến chị bị hoa mắt, chóng mặt. Toàn thân vã mồ hôi nên được đồng nghiệp đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận. Ngay lập tức, các bác sĩ xác định phải mổ cấp cứu để kiểm tra. Có khả năng phải cắt bỏ tử cung do bệnh nhân bị mất máu quá nhiều. Nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn đông máu, suy gan, suy thận và ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi trao đổi với gia đình qua FaceTime, chị đã đồng ý phẫu thuật. Sau khi khảo sát và cân nhắc hết các khả năng, ekip phẫu thuật đã quyết định cắt bỏ tử cung, chừa hai buồng trứng với hy vọng chị Y có khả năng điều trị thụ tinh trong ống nghiệm bằng phương pháp mang thai hộ sau này. Sau 5 ngày được điều trị, sức khỏe chị đã dần hồi phục. Theo tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Bệnh viện Mỹ Đức, lạc nội mạc tử cung trong cơ là một bệnh lý phổ biến, xuất hiện ở khoảng 30-60% phụ nữ thuộc lứa tuổi sinh sản. Đây là một bệnh lý lành tính nhưng có thể ảnh hưởng đến khả năng có con, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ.